Tôi nhớ câu này sư đã trả lời rồi. Cho nên xin nói ngắn gọn thôi. Nó có hai trường hợp. Một là do các cái ác nghiệp cũ ha. Mình gọi là tương quan tương báo á. Thì đời trước mình làm ác với họ, đời này họ làm ác với mình. Nó gọi là oan oan tương báo. Cái thứ hai là đây là cái khởi đầu, tức là trước đó mình chưa có làm cái gì hết, nhưng mà bắt đầu từ bây giờ là cái kiếp đầu tiên mà mình oan, bắt đầu oan trái với nhau. Nếu như mình không giải quyết cái chuyện đó thì nó sẽ tiếp tục oan trái. Bởi vì đây là câu hỏi sư đã trả lời rồi, cho nên là sư không có muốn mất nhiều thời gian cho cái chuyện này nữa.